Kính chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2016. Bây giờ là 1 giờ rưỡi trưa giờ Thái Bình Dương. Hôm nay tôi xin nói để giới thiệu sách mới. Kỳ trước tôi đã giới thiệu nhiều cuốn sách tiếng Mỹ, Đất Lạnh, Gió Đông Gió Tây của bà Viện Bậc, Chiến Tranh Hòa Bình. Và nhiều cuốn sách khác nữa, Nhật Ký An Lọc, Mùa Hè Đỏ Lửa. Nghe qua. Hôm nay tôi xin giới thiệu một cuốn sách thôi, không có nhiều. Cuốn sách này bằng tiếng Việt, quý vị nên đọc. Nói về một vùng lãnh thổ chiếm 1/4 của đất nước, 25% diện tích. Nói về những người hàng xóm láng giềng ở với chúng ta cả 3-4 nghìn năm mà chúng ta không biết, sát cạnh ngay chúng ta mà chúng ta cứ đi tìm xa xôi ở những nơi không bao giờ tới được, đèo heo hút gió. Cuốn sách này tựa đề là Cao Nguyên Miền Thượng của nhà văn Toàn Ánh và Cụ Lồng Gia. Xin mạng phép một phút. Trình bày một thiếu nữ thượng đang đi làm rẫy, ngực ở trần. Sách dày à, 556 trang. Và sách này chia làm 3 phần và gồm có 4 chương nói về vùng cao nguyên. Các vùng như sách nhà nói về địa lý, về nguồn gốc của người thượng, lịch sử về thượng và các sắc dân chính trên vùng cao nguyên, và nói về các tỉnh vùng cao nguyên, địa lý, lịch sử, nhân văn. Những sắc dân chính trên cao nguyên ở cạnh với chúng ta cả ngàn năm mà chúng ta không biết rõ họ. Những sự xung đột xích mích xảy ra cũng chỉ vì không hiểu lẫn nhau. Thì quý vị nên đọc cuốn này, các vị sẽ hiểu hơn. Người Sedan, người Bana, Jarai, Rade, Manong, Stien, Koho, nhiều lắm. Và có những bạn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Cao Đàm, Nguyễn Đức Thịnh, Trần Văn Châu, Jean Lucier. Cuốn này xuất bản năm 1974. Chúng ta nghe nói về miền cao nguyên, sau có những trận đánh lớn
gọi là vùng hai chiến thuật như Đắc Tô, Pleimer, Tân Cảng, Ban Mê Thuột, Công Tùng, Pleiku, những địa danh quen thuộc. Có những hình ảnh như hồi xưa bên đó có đi săn voi, người ta ngồi trên voi đi săn người thường, hoặc là một vài hình ảnh của thiếu nữ Bana đang đàn ông. Hoặc là người già rai đang ngập hút thuốc. Già rai, đúng, già rai thiếu nữ già rai đeo cái gối ngực để chân, thiếu nữ già rai. Người Stien, gia đình người Stien. Stien là phước lòng phần lớn. Thác Bông Gua, Đà Lạt, Bông Gua. Xin đọc một vài dòng một trong một chương về đời sống xã hội, đời sống xã hội người thượng, người dân, hôn nhân. Trang 229. Ngày nay mỗi lần nghiên cứu về chế độ gia đình và xã hội của đồng bào người thượng, chúng ta thường căn cứ vào hình thức hôn nhân để cho rằng bộ lạc này theo chế độ mẫu hệ, bộ lạc kia theo chế độ phụ quyền. Chế độ mẫu hệ là chế độ gia đình của những bộ lạc sơ khai vào thời nguyên thủy, khi con người còn sống cuộc đời du mục lang thang, hợp nhau thành từng nhóm. Những người đàn ông luôn di chuyển để tìm miếng ăn, thức uống. Người đàn bà yếu đuối ẩn nấu trong hang đá để chờ đợi người đàn ông đem lương thực về. Trong thời gian đó, những đứa trẻ sinh ra chỉ biết có mẹ và không biết cha chúng là ai cả. Vì con cái chỉ biết có mẹ, nên người đàn bà trở nên là kẻ có uy quyền trong gia đình. Đó là nguồn gốc của chế độ mẫu hệ. Dần dần xã hội bành trướng và tiến bộ, họ đã biết định cư và chế độ du mục tàn tạ. Tuy nhiên, vì theo truyền thống, chế độ mẫu hệ vẫn duy trì ở những bộ lạc mà hoàn cảnh đã chặn họ lại trong tình trạng sơ khai nguyên thủy. Đồng bào thượng, đồng bào vùng cao trong các bộ lạc cao nguyên ở miền Nam đang ở trong tình trạng đó, họ vẫn ở sống thời nguyên thủy. Tuy nhiên, hình thức mẫu hệ ở đây đã biến dạng ít nhiều. Ngày nay, chúng ta có một nhận xét là các bộ lạc ở phía Nam như Gia Rai, Ra Đê, Cô Hồ, Ma, Chu Ru, Sơ Rê, Mà Nông còn duy trì nhiều tính chất mẫu hệ. Các bộ
lạc ở phía Bắc, như Baha, như Bana, Sedang, Thie, Stream, Rogline, Tiêu đã dần hướng về chế độ phụ quyền. Có người cho rằng các bộ lạc Bana, Sedang, Thie đang ở trong tình trạng lưng chừng giữa mẫu hệ và phụ hệ. Vì khi nghiên cứu đến vấn đề hôn nhân, chúng ta thấy tục lệ không quy định rõ là người con trai hay người con gái phải đi hỏi trước. Bên nào thấy có đầy đủ phương tiện cưới xin thì đến đánh tiếng trước rồi xin cưới. Tuy nhiên, có người lại cho rằng người Sedang và Thie theo chế độ mẫu hệ. Vì sau khi cưới, người con trai thường phải đến ở nhà người con gái, và từ lúc đó người đàn ông quên dần những ràng buộc liên hệ với cha mẹ ruột của mình. Chế độ mẫu hệ. Nói về chế độ mẫu hệ nghĩa là gì? Trong vấn đề hôn nhân theo phong tục mẫu hệ, người đàn ông, người đàn bà bắt chồng, người con gái ưng thuận đám nào thì về thưa với cha mẹ để nhờ mai mối đến hỏi ý kiến bố mẹ nhà trai. Ông bà thông gia tương lai sẽ hỏi ý kiến người con trai. Nếu người con trai đồng ý thì hai họ sẽ làm lễ trao vòng như người ra đê mà non, hay trao những cường nhẫn như người cô hô mà. Về tổn phí cưới hỏi thường do nhà gái đại thọ, cũng có khi do nhà trai. Trong vấn đề hôn nhân của chế độ mẫu hệ, người con gái, người con trai thường đóng ở địa vị phái yếu, thụ động. Tuy nhiên, với bản chất thiên nhiên, dù sao người đàn ông cũng không đến nỗi e thẹn, mềm yếu như người đàn bà. Và ngay trong phút ban đầu tìm hiểu, thường người đàn bà vẫn e lệ, nên nhiều khi chính người đàn ông là kẻ khởi xướng với ý trung nhân. Rồi khi đã quyến luyến nhau, người con gái mới đóng vai trò chủ động cưới hỏi. Bây giờ tôi xin nói thêm một vài dòng về vấn đề trong vấn đề ái tình trai gái. Người Sedang bộ lạc khác cưới xin, nói về cái vấn đề cưới xin người thượng, người Sedang. Trong vấn đề ái tình trai gái, người Sedang có vẻ cởi mở tự do với một bản chất mộc mạc đơn thuần và sống trong hoàn cảnh phóng khoáng gần gũi với thiên nhiên. Người thanh niên nam nữ của rừng núi không bị dồn ép trong những ý tưởng đen tối xấu xa. Thêm vào đó, tục lệ phần nhiều khắt khe nên những chuyện ái tình lăng nhăng vụng trộm ít khi xảy ra ở những sắc tộc xa xôi này. Bây giờ nói về chuyện sinh nở. Hầu hết các sắc tộc đang sống ở trong tình trạng sơ khai. Phương pháp hộ sinh thật là cổ hủ, nặng tính chất mê tín dị đoan. Do đó, nạn hữu sinh vô dưỡng là một chuyện dĩ nhiên thường xảy ra ở đây, và dân số của các sắc tộc này cứ dừng lại mãi trong tình trạng thiểu số. Người Sedang cũng không ra ngoài tình trạng chung đó. Người đàn bà Sedang sắp đến thời kỳ sinh nở vẫn phải quần quật trong mọi công việc hàng ngày, nơi dãy bái hay trong gia đình. Thế rồi đến lúc lâm bồn, họ cũng chỉ phó thác cho thiên nhiên làm việc. Người sản phụ không được sinh nở trong làng, họ phải ở một cái chòi nhỏ. Người chồng giúp đỡ trong công việc cơm nước. Ngoài ra không có thuốc men, không có bảo mẫu
hay phương tiện nào cả. Người sản phụ phải sống trong cái chòi đó suốt thời gian sinh nở là một tháng mới được ẵm con về lại tiếp tục cuộc sống bình thường. Trong lúc sinh nở, nếu may mà đứa bé yên hàn vô sự, người chồng vội đỡ lấy, đi vô rừng kiếm một cái lá rừng rất sắc, lá trầu để cắt rốn cho đứa bé. Hình như ngày xưa người Việt Nam ở vùng ngoài Bắc, khi người vợ sinh đẻ ở trong rừng, hình như họ cũng lấy một cái nứa tre, một cái thân tre mỏng sắc làm con dao để cắt cuống rốn. Nhiễm trùng nhiều khi chết tại chỗ, chết mẹ chết con, tại dơ bẩn không luộc. Bây giờ thì khác xưa rồi, tại Việt Nam hồi xưa không biết chế kim loại sắc bén, dao cạo lưỡi lạp hay đồ kẹp cuống rốn. Bây giờ trong lúc sinh nở để cắt rốn cho đứa bé, nếu chẳng may việc sinh nở khó khăn, gia đình sản phụ chỉ biết giúp đỡ bằng cách lo làm gà heo lễ vật đặt dưới chân người đàn bà, rồi cùng nhau rì rầm khấn khứa xin thần linh phù hộ. Nếu thần linh không phù hộ, nếu gặp trường hợp để khó, người đàn bà vẫn quằn quại rên la hoặc cổ tử cung chưa nở, khó khăn sinh đẻ, chảy máu, nhau đông tóc hàng ngàn thứ việc. Có khi họ lại leo lên bụng sản phụ, lấy chân đạp cho đứa bé trong ra. Đó là phương sách cuối cùng, và thường thường người đàn bà cùng đứa bé vô tội trong bụng đều bị chết bởi phương pháp hộ sinh dã man này. Một đứa bé sinh ra được bình yên khỏe mạnh vẫn còn bị nhiều hăm dọa. Theo tục lệ người Xê Đan, một đứa bé dù khỏe mạnh nhưng vừa mới sinh ra 3 ngày mà mẹ nó vì một rủi ro hay đau yếu mà chết, thì nó cũng không được quyền tiếp tục sống nữa. Sau khi cúng lễ cầu hồn cho người mẹ xấu số xong, người ta kẹp đứa trẻ vào giữa hai chân của người chết, rồi ghì giết cho đến khi đứa bé nghẹt thở mà chết, giết luôn đứa bé, ác độc. Xong công việc đó, người ta liệm xác hai mẹ con chung vào một hòm rồi đem chôn. Người Xê Đan giải thích rằng chưa đầy 3 ngày, đứa bé chưa đủ cự nên vẫn xem như còn trong bụng mẹ. Nếu không giết nó, ma lai sẽ về làm cho mọi người trong nhà hay trong làng đau ốm. Còn nhiều chuyện mê tín dị đoan dữ lắm, có thể nói cả một cuốn sách mấy ngày mấy trang cũng không hết. Có 30-40 bộ lạc vùng cao nguyên miền thượng, đây là vùng cao nguyên miền thượng, phải đi từ có nhóm, có chia làm hai nhóm, nhóm Mã Lai Polynesian và nhóm Môn Khmer. Môn Khmer tiếng nói của người Việt Nam, người Mường cũng là Môn Khmer. Môn Khmer gồm người Vân Kiều, Bru, Tôi Ôi, Pa Co, Ca Thu, Cu, Hơ Rê, Xê Đăng, Mô Nôm, Xê Đăng, Ren Gao, A Ca Long, A La Tô Rộng, Mô Nôm, Cô Hồ, Xin Lá, Sê Rê, Ma Nóc, Stin, Chô Rù. Nhóm Mã Lai Polynesian thì gồm có Zarai Haroi, Rade, Roklai, Rai, Churu, Chạm.
Lấy câu bây giờ nói về đây là những đi chợ ảnh của Trần Văn Châu. Thiếu nữa thường đang đi chợ mà quần nào phải làm việc cực nhọc cực khổ đi chân đất thành nhà họ người họ nếu sống được rất khỏe không có bệnh tật sống với rừng núi thiên nhiên không thụ mẹ vật lộn với thiên nhiên hàng ngày mỗi mai mốt xin giới thiệu các bạn cuốn này chưa có là thành công 13 triệu đấy không có sách tôi đã đọc qua thành công 13 triệu chính là một bộ giả sử viết bằng tiểu thuyết nói về thời Trung Hoa đời Mãn Thành bộ tiểu thuyết thành công 13 triệu kể lại những chuyện bí mật trong cung triều của nhà Thanh, nơi mà rất ít người tới được để điều tra vì nó gọi là tử cấm phòng, ai vào sẽ bị giết. Forbidden City ở Bắc Kinh. Rất ít người tới được để điều tra tìm hiểu những chuyện ly kỳ, thi vị, mê ly, ghê sợ, rùng rợn, khủng khiếp, quái đản của bọn vua chúa, hậu phi trong thời quân chủ. Phong kiến nhà Thanh bị gọi là Quỳnh nhà Thanh thuộc giống Mãn Châu Manchuria phía bắc của China chính Mãn Châu là chỉ là một bộ là nhà Thanh chỉ là một bộ lạc vùng Mãn Châu Manchuria ấy thế mà dám nhảy vào Bắc Kinh Beijing Yên Kinh ngồi chém chệ trên đầu trên cổ của dân tộc Hán lâu đến hơn 260 năm, đúng là 268 năm, từ 1644 cho đến năm 1912. Thật là một chuyện lạ, lạ là một chỗ một chú bé tí theo vùng Mãn Châu, bộ lạc Mãn, mà nhảy vô lục địa Trung Hoa, dân tộc Hán đè bẹp được ông khổng lồ bụng bự. Sau khi đè bẹp được ông khổng lồ, bộ lạc Mãn Châu mặc sức múa nhảy, quay cuồng, ca hát nhậu nhẹt, chơi bời phè phỡn ngay ở trên đầu, trên cổ của ông khổng lồ. Cung điện nhà Thanh chính là nơi du hí của bộ lạc Mãn. Bên ngoài những lâu đài đồ sộ nguy hoa nguyên Nga, đình tạ, ao hồ, tráng lệ, xinh đẹp, nhưng có ngờ đâu. Trong đó chỉ là một địa ngục trần gian, đầy ả, không biết bao nhiêu, trai thanh, gái lịch, bị giết ở trong đó. Bao nhiêu núi xương cốt, máu đỏ, như bao nhiêu nước mắt đỏ đỏ, bao nhiêu máu chảy thành sông. Xin tạm ngừng nơi đây. Hẹn quý vị. Cuốn sách khác. Xin kính chào.